Nhìn chị bây giờ khác hẳn với hôm đầu tiên chị đến đúng không ạ? Luôn ạ. Chị to kinh khủng. Mặt mày tiến xạ luôn. Nó cứ múp mít hết cả mắt tí tịt vào. Trông rất là xấu. Lần đấy chị bảo chị lên mặt mổ mà có người phải đỡ chị lên, không tự lên được. Đúng rồi, chị không thể tự bước lên được luôn. Hai bên, hai cái anh điều dưỡng phải thanh niên vào để đỡ chị lên. Tại vì chị 90 cân mà ai mà đỡ chị. Lúc đấy sức khỏe của chị có bị ảnh hưởng ra sao? Cái cuộc sống đấy chị kể được không ạ? Cái lúc đấy là chị bị thoát vị 5 đốt chống lưng này, 3 cái đốt sống cổ này của chị nó cũng bị, xương chị bé này mà nó phải chịu cái tải trọng như quá lớn như thế. Cho nên là chị bị đau lắm, lưng kiểu cảm giác nó bị còng còng như thế, không thể đứng thẳng nổi. Thì đến bây giờ nhìn chị này, trời ơi, chị cũng không thể nghĩ rằng là bây giờ chị không nghĩ là chị là ba con đâu. Đi đâu cũng rất là hồ hởi, đi đâu cũng rất là vui vẻ, mà nhất là chồng chị chứ. Bây giờ đi đâu cũng đi với anh, đi chơi với anh. Xong mà nhá, chị nói cho một bí mật là chồng chị thua chị 3 tuổi. Wow. Chồng chị thua chị 3 tuổi mà anh ấy bảo chị là bây giờ anh đi đâu anh ấy cũng nói với mọi người là chúng mày nhìn mà xem nhá, đây là vợ tao hơn tao 3 tuổi nhá. Rất tự hào. Ngồi cà phê này có ông ra ông đòi xin info các thứ. Thế là xong rồi ra, thế là ngồi bắt đầu lườm lườm nguyên nguyên. Xong ghen, chị bảo chị à bây giờ cũng biết ghen vợ rồi đấy. Bây giờ anh ấy đi tập thể thao thì thế là anh ấy rủ chị đi luôn. Tự tin lắm, không dám không như ngày trước đâu, là ông ấy bảo thôi em cứ ở nhà đi, bao giờ con nó lớn lớn rồi giảm cân hết thứ sau cũng được. Đấy, nhưng mà bây giờ thì đi đâu cũng lôi vợ đi, đi tập thể thao cũng lôi vợ đi. Đấy. Chị Linh ơi, ai là người gặp lại chị mà bất ngờ nhất không nhận ra chị không? Có ai không nhận ra chị không? Mẹ chị. Ồ, như nào chị? Ở nhà có đám dỗ. Thế là cả hai vợ chồng về xong rồi, tức là chồng chị thì đi trước, chị đi sau. Thế xong mẹ chị lại còn bảo chứ, ô sao hôm nay nhìn thấy con kiểu con cháu ngoại, con gái chị ấy. Sao hôm nay nhìn nó lại cao ấy này nhỉ? Bà lại bảo, ô sao hôm nay con này cao thế? Thế mẹ mày đâu? Thế xong bảo chứ, con đây chứ đâu? Linh á? Con đây. Rồi, bà không nhận ra. Bà bảo, ôi dồi ôi, Linh ơi, mẹ không thể nghĩ được là sao con lại giảm cân được nhanh như này. Đẹp như này. Ba chị cũng thế. Ba chị bảo, đẹp với con ạ. Đẹp với con. Mà ba chị, lần đầu tiên đấy. Nhưng mà cái cuộc sống của chị thì như nào? Cái sức khỏe thay đổi ra sao? Chị đi tập yoga được nhá. Tại vì bình thường ấy, đi tập yoga là cái phần đốt sống này là người ta bảo phải rất cẩn thận. Thế nhưng bây giờ chị còn bay cơ mà. Yoga bay. Wow. Lắm. Giày cao đây, gót. Bây giờ giày cao gót 7 phân, 9 phân, 13 phân chị đi được hết. Đốt sống cổ, vai gáy các thứ của chị bây giờ là tay chân không hề tê bì gì cả. Em ơi mừng ơi là mừng nha. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị. Thế thôi bây giờ em xuống em gọi xe cho mình nhá. Vâng, bye chị ha. Đây em đưa chị xuống. Đi.